Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần chân sạc của Zebra Bright Z327 đang có mặt tại Di Động Cao Cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Zebra Bright, lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới chân sạc cho Zebra Bright, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 Di Động Cao Cấp .vn có mọi loại linh kiện trên Zebra Bright nói chung và phần chân sạc của Zebra Bright nói riêng thay mới với các bạn. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới chân sạc cho Zebra Bright tại Di Động Cao Cấp .vn.